Kính thưa các bạn, trong phần này chúng ta sẽ tiếp tục học phần thứ 5 của bài chú 42 tay trong Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Các bạn có thể bấm vào link đầu tiên để mà đọc bản Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch và bấm vào link thứ 2 để xem chùm ảnh 42 thủ nhãn ở đây. Kính thưa các bạn, chú 42 tay là mật pháp của chú Đại Bi. Muốn thành tựu Đại Bi Tâm thì ta phải biết kết hợp chú Đại Bi và chú 42 tay. Khi tu pháp Đại Bi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mở được tâm đại từ Đại Bi của chính mình. Có thể cảm nhận được tâm mình mở ra hơn xưa thì biết mình đang đi đúng hướng. Còn mình thấy tâm mình vướng chấp, chỉ lo cho mình thì biết mình chưa mở được tâm Đại Bi. Nếu tâm ta chưa mở ra mà ta cứ lo trì chú để truy cầu các pháp bất thiện thì những kết quả đó cũng sẽ đến, nhưng chỉ mang lại sự đau khổ mà thôi. Thí dụ, ta dùng thủ nhãn tay cầm châu như ý để cầu giàu có mà ta không mở tâm để giúp đỡ người khác, chỉ lo cho bản thân mình thì kết quả tiền của đến tràn đầy chúng ta cũng không như ý. Ví dụ, một người làm lương mỗi tháng được 100 triệu đồng mà muốn có thêm 50 triệu đồng nữa cho đủ 150 triệu. Đến khi có 150 triệu thì muốn có 200 triệu thì người đó không được như ý. Còn khi ta có 10 triệu mà mình tri ân và tri túc biết đủ thì ta đã có được như ý. Những thủ nhãn này cần có tâm đại bi trước rồi thì chúng ta trì mới có kết quả. Tuy tâm chúng ta chưa được đại từ đại bi như Đức Bồ Tát, nhưng chúng ta phải quán tâm từ và phát nguyện rộng lớn trước khi trì chú đại bi. Các đại nguyện này được ta thực hiện qua nhiều đời nhiều kiếp, hoặc sẽ có ai đó tương ưng tiếp nối các nguyện lớn đó của chúng ta. Chúng ta học chú 42 tay kèm với chú Đại Bi. Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni do Sư Thiền Tâm Việt dịch, Sư Thiền Tâm là một trong các vị tôn túc đã đắc pháp Đại Bi ở Việt Nam ta. Ngoài ra, còn có rất nhiều vị khác cũng đắc pháp này, nhưng các ngài bí mật gia trì cho chúng ta. Khi chúng ta đã mở được tâm rộng lớn ra thì liền được gặp các vị ấy để dẫn dắt cho chúng ta. Đó là lý do mà Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy: ai muốn được truyền thủ nhãn thì chúng ta nên trì chú Đại Bi 108 biến mỗi ngày. Giả sử bạn trì mỗi biến là 1 phút thì sẽ mất 2 tiếng mỗi ngày để trì. Thứ hai là phải mở tâm từ bi với tất cả chúng sanh muôn loài. Ngoài ra, ta cần phải giữ các giới của mình được trong sạch thì mới có thể đi sâu vào Phật đạo được. Thông thường chúng ta biết mình phước mỏng nghiệp dày, có thể lúc đầu chưa đủ phước lực và chưa đủ tâm đại bi để có thể trì chú 42 tay, thì ta nên trì tay tổng nhiếp thiên thủ ấn trước để chúng ta hóa giải các nghiệp tập của chính mình, rồi chúng ta mới tu các tay kia sau. Đó là tay số 42 trong bài kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Pháp này cũng là một pháp sám hối, nên sau khi trì câu chú này rồi, mới trì các câu chú trong 42 tay thì chúng ta sẽ không bị các chướng duyên quấy phá. Thì như vậy, chúng ta sẽ hành trì theo thứ tự như sau. Trước khi chúng ta hành trì 42 thủ nhãn thì ta cần trì các bài chú như sau. Thứ nhất là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn. Thứ hai là pháp giới chân ngôn. Thứ ba là tịnh pháp giới chân ngôn. Thứ tư là phóng diệm khẩu ba đàn chân ngôn. Thứ năm là an thổ địa chân ngôn. Thứ sáu là tịnh tam nghiệp chân ngôn. Thứ bảy là trì chú Đại Bi 84 câu. Và thứ tám là trì tổng nhiếp thiên tý thủ. Thì trước hết là chúng ta tụng tịnh khẩu nghiệp chân ngôn để cho nơi miệng của mình được thanh tịnh. Ture, ture, maha, ture, tuture, swaha. Đó, mình tụng câu đó 3 lần. Và sau đó chúng ta tụng pháp giới chân ngôn. Om Vajradhatu Vam. Om Vajradhatu Vam. Om Vajradhatu Vam. Và kế tiếp là chúng ta tụng câu Om Lam Swaha. Om Lam Swaha. Om Lam Swaha.
Om Lam Swaha. 3 lần để cho pháp giới được thanh tịnh. Và kế tiếp là chúng ta sẽ đọc bài phóng diệm khẩu ba đàn chân ngôn. Om Ahum, Om Ahum, Om Ahum. Để chúng ta được sự gia trì thì câu thứ 2, câu thứ 3 và câu thứ 4, ba câu đó quan trọng. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa có dạy là nếu chúng ta không thể bắt ấn thì chúng ta có thể trì ba câu này thì có thể cũng tương ưng. Đến phần kế tiếp là chúng ta sẽ đọc An Thô Địa Chân Ngôn. Khi chúng ta trì chú thì chung quanh ta sẽ bị chấn động, thì cho nên thì có thể làm rối loạn các cái vị thần ở chung quanh đây, cho nên chúng ta phải trì câu An Thô Địa Chân Ngôn. Namasamanta Buddhanam Om Thuru Thuru Devi Swaha. Namasamanta Buddhanam Om Thuru Thuru Devi Swaha. Namasamanta Buddhanam Om Thuru Thuru Devi Swaha. 3 lần. Kế tiếp là thứ 6, chúng ta trì câu tịnh tam nghiệp chân ngôn để cho ba nghiệp chúng ta được thanh tịnh. Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddhoham. Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddhoham. Om Swabhava Shuddha Sarva Dharma Swabhava Shuddhoham. Đó. Rồi kế tiếp là chúng ta trì bài chú Đại Bi 84 câu. Thì chúng ta có thể bấm vào cái link sau đây để chúng ta xem cái bài chú Đại Bi 84 câu. Và cuối cùng là chúng ta sẽ trì tổng nhiếp thiên tý thủ như sau. Tổng nhiếp thiên thủ ấn trong kinh ghi là: nếu muốn hàng phục ma quán trong cõi đại thiên nên cầu nơi tay tổng nhiếp thiên thủ. Câu chân ngôn tiếng Việt là: đát nể giả tha, phà lô chỉ đế, thấp phà ra giả, tác bà đột sắc tra, ô hạ di giả tác phà ha. Và câu tiếng Phạn của câu chú này là: tadyatha avalokiteshwaraya sarvadushta uhaniya swaha. Tadyatha avalokiteshwaraya sarvadushta uhaniya swaha. Tadyatha avalokiteshwaraya sarvadushta uhaniya swaha. Thì hành giả tu đắc thủ ấn này thì sẽ đắc được tất cả 42 thủ ấn còn lại. Cho nên đây là tay quan trọng nhất trong cả 42 tay. Tuy nhiên, nếu mình chỉ trì tay này thôi, không trì 41 tay còn lại thì sẽ tốn rất nhiều thời gian thì mới thành tựu được. Cho nên chúng ta trì câu chú này trước để chúng ta có thể làm một pháp gọi là pháp sám hối. Thì khi chúng ta sám hối rồi, cho dù chúng ta phước mỏng nghiệp dày thì chúng ta có thể trì chú 42 tay mà không có vấn đề gì. Thì ý nghĩa của các từ ngữ trong câu chú là Tadyatha là liền nói chú, là Avalokiteshvaraya là quán tự tại, Dushta là ác. Chữ Dushta Chita trong đề ngũ hội của chú Lăng Nghiêm nghĩa là tâm ác. Sarva Dushta là tất cả các điều ác, tức là nói đến các ma chướng trong tâm của chúng ta có thể nổi dậy gây nhiễu loạn trong lúc chúng ta tu hành. Uhaniya là làm thay đổi, làm dẹp bỏ. Swaha là làm cho thành tựu. Thì câu chú trong bài chú Đại Bi có liên quan đến tay tổng nhiếp thiên thủ ấn là âm Việt là Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha, và tiếng Phạn là Mavari Shankaraya Swaha. Thì hai câu này là câu 74 và câu 75. Hai câu này nghĩa là khiến cho thành tựu viên mãn sự đại hung đại lực có sẵn trong tự tánh của mỗi người để dẹp trừ các ma chướng phiền não. Đại hung đại lực không phải là mình giữ, nhưng mà là cái lực rất là mạnh để chúng ta dẹp trừ các phiền não, chúng ta gạt bỏ những cái phiền não. Không, khi mà chúng ta bị cám dỗ, bị chúng ta muốn một cái gì đó mà chúng ta biết nó là xấu mà chúng ta có thể dẹp bỏ được nó, thì cái đó là phải cần có một cái đại hung đại lực ở trong tâm của chúng ta để mà nó lưu xuất ra, để mà dẹp trừ các ma chướng phiền não đó.
Và bây giờ chúng ta sẽ qua phần số 5 là tay cầm bạc chiếc la, tay cầm chày kim cương, gọi là bạc chiếc la thủ. Thì trong kinh văn ghi, nếu muốn hàng phục tất cả thiên ma thần, nên cầu nơi tay cầm bạc chiếc la. Và câu chú tiếng Việt là án nể bệ, nể bà giả, ma ha thất rị duệ, tác phạ hạ. Và câu chú này ở hàng vị trí thứ 5 là theo thứ tự trong bản kinh của Ngài Thiền Tâm Việt Dịch. Và câu chú tiếng Phạn là Om Dibhe Dibhe Dibhaya Maha Shriye Swaha. Om Dibhe Dibhe Dibhaya Maha Shriye Swaha. Om Dibhe Dibhe Dibhaya Maha Shriye Swaha. Đó, các bạn có thể xem cái phần phiên âm màu tím ở dưới đây. Cái chữ nào mà chữ in, nguyên âm nào in thì chúng ta đọc hai nhịp, và nguyên âm nào mà không in thì chúng ta đọc một nhịp. Chẳng hạn như chữ ôm, chữ o là chữ o, chữ in nè, tiếng ta đọc là ôm, ôm. Chúng ta đọc chữ o dài rồi đóng chữ o lại là ôm, chứ chúng ta đừng có đọc ôm, thấy không? Om Dibhe, chữ Y có dấu gạch ngang trên đầu, chúng ta đọc hai nhịp bằng với chữ E, bởi vì chữ E là hai nhịp, vốn dĩ là chữ E là hai nhịp, cho nên chúng ta đọc là Dibhe Dibhe, chứ chúng ta không đọc là Dibhe hay là Dibhe hay là Dibhe, thấy không? Chúng ta đọc là Dibhe, hai chữ đi và chữ y và chữ e bằng nhau ha. Dibhe Dibhe Dibhaya, không Dibhaya Paya, chữ đi chữ y có dấu gạch ngang, chúng ta đọc hai nhịp, và chữ hai chữ a này chúng ta đọc một nhịp. Dibhaya Dibhaya Maha Maha, thấy không? Chữ a đầu một nhịp, chữ a sau hai nhịp. Maha Shriye, chữ S có dấu sắc là đọc cong lưỡi, S S Riye Shriye Shriye, I và E là hai nhịp. Swaha, hai chữ A này đều hai nhịp hết. Swaha Swaha đó, S W Swaha Swaha. Đó, thì ý nghĩa của các từ ngữ là như sau. Chữ ôm là từ gốc của vũ trụ, là từ gốc của pháp, nên chúng ta không dịch. Chữ dp là từ chữ deep mà ra, nghĩa là đèn đuốc. Các bạn thấy chữ này d nè, chữ i nè, chữ p nè, bởi vì chữ y này là chữ y dài, cho nên chữ này chúng ta không phải đọc là deep, không, mà chúng ta đọc deep deep, không đọc đi trước rồi phải đóng chữ y lại là deep, đó nghĩa là đèn đuốc. Chữ dibhaya là từ chữ deep mà ra, cũng là đèn đuốc, vì lặp lại ba lần, thấy không? Dibhe dibhe dibhaya, đó là lặp lại ba lần, thì ý nói đèn của pháp chữa ba loại ma chướng cho chúng sanh là nội ma, ngoại ma và tâm ma. Nội ma là ma do nghiệp mà làm tạo tác ra. Rồi ngoại ma là thiên ma, ma quân bên ngoài. Rồi chướng ma là do tâm chúng ta không được định, nên chúng ta vọng khởi lăng xăng. Thì đó gọi là chướng ma. Maha Shriye là đại cát tường. Maha là đại, lớn, không ngần mé. Shriye là cát tường. Maha Shriye là đại cát tường. Swaha là khiến cho thành tựu. Thì chữ bạc chiếc la là chày kim cương, cũng còn gọi là phạt chiếc la, bả chiếc la, bạc chiếc lỗ, hoa kỳ la. Chày kim cương là một pháp cụ trong mật tông được sử dụng để giáng phục ma quân khi bị đại ma thần gây nhiễu loạn. Hành giả trì chú đại bi và cầu trì tay phải cầm chày kim cương. Thì câu chú trong bài đại bi có liên quan đến tay cầm bạc chiếc la là câu 68 và câu 69. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha, và tiếng Phạn là chakra a siddhaya swaha.
Đây là kim cang luân ấn pháp, giúp đánh bại các loại ma. Các ma này luôn phá phách, không coi trời Phật ra gì, tâm cống cao ngã mạn, luôn trực sẵn để phá hoại Phật pháp và ăn nuốt chúng sanh. Hễ ai đi theo đường ngay lẽ phải thì họ làm cho gặp chướng duyên để nản lòng. Thì đắc được pháp này, ta phá được tất cả các loại ma, đặc biệt là phá các chướng ngại trong tâm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đọc câu chú này thêm vài lần nữa để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc lòng. Om Dibhe Dibhe Dibhaya Mahashriye Swaha. 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 Rồi, bài học này thì hơi dài, nhưng hai câu chú này đều ngắn. Thì xin các bạn để ý các chữ màu đỏ, đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta có thể dễ dàng học thuộc lòng. Xin kính chúc các bạn học mau thuộc câu chú này. Xin kính chào các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn vào lần kế tiếp.